Xin hỏi nhà thuốc là mẹ tôi bị u mỡ vùng nách thì có thể sử dụng bài thuốc cây bán chi liên, cây bạch hoa xà tiệt thảo và cây xạ đen có được hay không? Và bài thuốc này thì có ảnh hưởng gì đến huyết áp hay không? Tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, trường hợp của mẹ bạn là bị bú mỡ. Theo kinh nghiệm dân gian thì có thể sử dụng cây thuốc nam để hỗ trợ cho việc điều trị bệnh. Do là dạng bú lành nên mẹ bạn không cần thiết phải sử dụng bài thuốc kết hợp cây xạ đen, cây bán chi liên, cây bạch hoa xà thiệt thảo, mà chỉ nên sử dụng kết hợp cây xạ đen và quả kế đầu ngựa thì sẽ có tác dụng tốt hơn. Tỷ lệ kết hợp như sau: cây xạ đen 50g, quả kế đầu ngựa 20g, rửa sạch và đun uống thay nước hàng ngày. Lưu ý là khi sử dụng cây xạ đen thì có thể gây hạ huyết áp nhẹ, nhất là đối với những bệnh nhân có tiền sử huyết áp thấp thì có thể gặp tình trạng là hoa mắt, chóng mặt. Nếu như là gặp phải tình trạng trên thì bệnh nhân nên thêm vài ba lớp gừng mỏng vào ẩm sắc cùng thì sẽ hạn chế được tình trạng tụt huyết áp đột ngột. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.